đây có đôi người ta chẳng lại đây. Mình đi qua tay phải. Hình như ra mở cửa cho mấy cái xe cẩu đi vô làm việc. Cẩu mấy cái cẩu mấy cái thành cầu. À cẩu dỡ mấy cái thành cầu. Đang cẩu à. Chắc làm lại nối dài ra mà hình như là thêm gì nữa, chắc làm lại mấy thằng cầu rồi mới luôn à. Chắc tăng trang lại luôn. Bây giờ mình đi lên cái đường vào khu công nghiệp Võ Thị Sáu. Mình đi thẳng đây bạn. Cái đường khu công nghiệp là đường tránh á, để xe hơi họ đi cầu Hoa Lư họ ra đường đây. Giờ mình đi thẳng. Mình đi lên ngã ba ông Thọ. Chùa bây giờ cái đường Điện Biên Phủ đây chạy mật độ hơi nhiều. Này là xe vô ra hơi nhiều. Khúc đây là hồi xưa là hay ngập mà, bữa nay nhờ cái hệ thống thoát nước đây, bữa nay nó cũng đỡ rồi bạn. Chứ hồi trước là khu đây ngập đi không được luôn. Rồi đây bụi lắm rồi. Xe, mấy xe lớn chạy không à. Nó vào khu công nghiệp á. Ở trên đây là đường Võ Thị Sáu này, ở dưới là đường Điện Biên Phủ. Đường mình vừa qua đó là Điện Biên Phủ. Hồi xưa là hồi trước á, trước đây khi mở khu công nghiệp này là cái đường chính là đường Võ Thị Sáu đó bạn. Đi vào khu công nghiệp này mà nhỏ lắm. Sau này họ mở thêm cái đường Điện Biên Phủ á, là đường lớn á. Cho nên bây giờ xe tải còn như đi chính là đường Điện Phủ, chứ đường là Võ Sáu họ không cho vào nữa. Bỏ xấu giờ nhỏ lắm để dân cư đi thôi. Rồi, bữa nay khúc trên đây mà cũng nhộn nhịp quá mà. Đây làm đường. Đang làm gì? Khoan gì dưới đường. Sắp tới ngã ba ông Thọ các bạn. Mình lên mình coi lại cái cầu Trời Vinh mà trong đường Đào Tấn các bạn. Còn cái cầu Trời Vinh ngoài đường Vương thì chưa biết họ có làm cầu tạm chưa. Còn Trời Vinh trong Đào Tấn nghe nói là có làm cầu tạm, mà mình đi vô quay thử coi người ta làm cầu tạm như thế nào rồi. Để nới rộng nhịp cầu, tại vì cái sông Vinh mở rộng đó, mở rộng lắm. Giải tỏa một số nhà dân rất là nhiều. Cho nên là cái cầu phải mở rộng ra luôn. Đây là ngay ngã ba ông Thọ mà. Đây một số nhà người ta đập hết rồi này. Để mở đường DT639 thôi mà. Hiện trạng cũng chưa thấy gì nhiều. Cũng mấy bữa mình thấy cũng số nhà đây. Còn cái nhà nào mà ở ngoài cái phạm vi giải tỏa thì người ta xây mới lại luôn à. Tại vì sắp tới là chỗ đây thành một cái ngã năm mới. Ngày năm mà rộng á, ngã ba ông Thọ một cái ngã lớn á. Đây mình tới cây xăng dầu Trung Hậu. Và bên đây là một cái miếu. Cũng lâu rồi bạn, mà mình quên tên rồi. Mình quay mấy lần rồi, mình quên tên. Đối diện cây xăng.
Ở trong đây có một cái đường hẻm là đi vòng vô trong khu công nghiệp này. Đi xuống Quy Nhơn cũng được. Ở cái đường hẻm đó, hồi trước mình cũng hay đi đường đó. Em lên coi thử cái cầu tạm ta làm sao đây. Đây là tới Ủy ban nhân dân phường Nhân Bình nha bạn. Bên đây là đồn công an phường. Còn bây giờ là lên khúc cua, đây là cầu Chợ Vinh đường Đào Tấn. Hình như là chưa chậm mà. À chưa chậm. Người ta đang làm cầu tạm cho chưa chậm. Đây là đang đổ cầu tạm này. Đang thi công. Mình tưởng là làm rồi. Đây là cầu tạm bên đây mà. Bữa nay nói chung cũng hết mưa rồi. Người ta đang làm. Còn bên đây thì vẫn đi. Đó, chắc mở rộng cái cầu ra. Ồ, giải tỏa hết cái đám đây rồi mà. Đám nhà đây nè, đi hết rồi. Vô sát trong đây nè. Vô khoảng mấy chục mét rồi. Đường Lê Văn Thủ á, hồi xưa là đường Lê Văn Thủ á. Đây bên đây rồi. À bên kia người ta cũng giải tỏa rồi. Mấy bữa là bên kia cây cối tùm lum đó, bây giờ người ta cũng đổ đất rồi nè. Trên cầu Chợ Vinh mà phía bên đường Hùng Vương thì cũng chưa thấy gì mà, chưa thấy làm tạm, mà làm cầu tạm bên đây thôi. Bờ kè người ta làm được khúc rồi đó. Còn dưới kia thì bờ kè dưới kia rồi, nhưng mà ngay cái đoạn cầu này thì chưa nè. Chỗ đây chắc làm cầu qua nè, làm cái đường tạm đi qua nè bạn. Đây làm đường tạm, người ta đổ sỏi nè. Đây đường tạm chắc đi ra đây mà. Đường tạm chắc trong đó thấy sỏi đi, thấy cái mấy cái cọc cắm nè, chắc đi theo vòng đường đây. Còn một số nhà đây là đi hết rồi. Mới bữa trước thì mình còn thấy, bây giờ là sạch sẽ rồi. Thôi nhà đây ra mặt tiền. Nhà Bình Khúc ra mặt tiền. Chủ vô tới nhà Bình Khúc là sâu lắm ạ. Nhà Bình Khúc đây là bán đồ điện, đồ xe đạp rồi đó. À bên đây đang làm một kè. Rồi bây giờ mình chạy vòng qua cái cầu bên kia thử nha bạn. Chạy vô cái đoạn này có đường đi qua nè. Hồi trước cái chỗ đây là một dãy nhà đông lắm mà, có đường hẻm đi vô, mình chạy mấy lần mình quay phim rồi. Bây giờ là đi hết rồi. Ôi dãy nhà Bình Khúc tưởng là cũng đi còn. Đây là kia, hồi xưa là chỗ đây là cái cổng trường Nhân Bình nha bạn. Trường Nhân Bình ngay cái đầu ngã ba đây. Bây giờ người ta lùi trường vào qua phía bên kia bạn. Quay cái cổng trường qua phía đông. Nhờ đó mà bên đó rộng mà. Đi học sinh đi học về là cũng rộng. Bây giờ mình cua qua tới trái nha bạn. Đi lên cầu Chợ Vinh cũ. À cầu Chợ Vinh đường Hùng Vương. Quên nó cũ. Còn cái cầu vừa rồi là cầu Chợ Vinh. Hai cầu Chợ Vinh nè. Cầu Chợ Vinh ở đường Đào Tấn. Đường mình vừa đi ra Đào Tấn. Qua đường đây là đường Nguyễn Diêu nha bạn. Đường đây là đi tắt ra đường Hùng Vương nè. Đường Nguyễn Diêu. Khu Chợ Vinh này bắn đi một vài tháng lên là thấy khác rồi mà. Người ta đang làm bờ sông cho nên thấy khác nhanh.
đây mình quay ngược lại bên tay trái là về lại cầu Chợ Vinh, đường Hùng Vương. Đây là ra đường Hùng Vương đây bạn, đây đường Hùng Vương. Cái số nhà đây thì vẫn còn bình thường, phía bên đây hình như là cũng có một số nhà gần cái cầu á, thấy người ta có giải tỏa một số nhà ở đâu chỗ đây nè, khúc đây nè bạn, nhiều khúc đây cũng giải tỏa một số nhà để mở rộng cái bờ sông cho đây. Đó, công nhân họ đang làm à. Phía mình đây, tại trên cầu mình không đứng được rồi, mình ra hết cầu rồi. Đây nhìn qua cái cầu Chợ Vinh trong đường nào trắng mà. Giờ tôi quá rộng, thoáng rồi mà, rộng rãi. Dãy phía bên tay phải đây cũng đi hết rồi. Còn đây có đường chắc chạy qua bên kia được rồi mà. Chạy qua tới cái cầu đường sắt. Cầu đường sắt người ta không mở rộng được các bạn, chỗ đó nó bị thành một cái eo á. Cầu đường sắt chắc hơi khó xử lý. Cầu đường bộ thì người ta sửa được, nhưng mà cầu đường sắt hơi khó xử lý các bạn, là vì đụng chạm tới ngành đường sắt của toàn quốc. Với lại thứ hai là làm cầu để cho tàu qua nó khó sao. Mình thấy đụng cầu đường sắt là gần như người ta để im. Rồi bây giờ mình đi về lại các bạn. Mình xin dừng video ở đây. Xin thân ái chào các bạn.
Đây là cái đoạn mà người ta bắt cầu mới các bạn, của đường DT639 qua sông Vinh đi ra ngã ba ông Thọ. Đây thấy mấy cái dầm đây là bỏ đóng được mấy cái dầm này. Khu đây nhà cửa thấy ba giải tỏa hết rồi. Như vậy thì nó đi ra thì nó đụng quá. Cái khúc đây là như khu công nghiệp à. Mình chưa biết là nó đi hướng nào đây. Chắc đi qua hướng đây để tránh khu công nghiệp. Đúng rồi, chắc có lẽ đi qua hướng đó. Thấy cái cầu thì mấy cái trụ cầu thì nó xéo qua bên đây. Chưa biết đi đường nào đây. Khúc đây thì người ta giải tỏa nhà hết rồi. Ồ, bây giờ cái sông nó rộng ghê. Trong đây vẫn còn một số hộ ở phía trong nữa, không ảnh hưởng gì là vẫn còn nữa. Đây là nằm trong khu công nghiệp Võ Thị Sáu các bạn. Giờ mình đi ra lại, mình đi về. Rồi, xin chào các bạn. Mình đi xuống hướng tay trái ra khu công nghiệp luôn, ra cái đường khu công nghiệp. Thank you.
xoay Đống Đa, Bùng Binh, hồi xưa là gọi là ngã ba Đống Đa, bây giờ là ngã năm ngã sáu năm giờ ngã năm rồi. Thôi, xin chào các bạn.